Xin chào các bạn, mình đang đứng ở trên cầu Vĩnh Tuy đây. Cây cầu này rất đẹp, một trong cây cầu to nhất Việt Nam của chúng ta với mặt cắt. Và họ thiết kế rất là xịn sò. Cách khoảng 10 mét không nhầm thì là có một nơi để nước chảy xuống, có nghĩa là có một cái hố như hố ga nhỏ trên mặt cầu. Đây. Thế nhưng mà cái rác nó bị chảy. Thế là nó đọng lại luôn đấy. Đây, Chiến cho Chiến nhìn này, Chiến cho nhìn này. Đây thì ở đây này, ở đây là những cái để mà chảy nước xuống này, đấy. Thì các bạn thấy không? Đấy, bắt đầu đi đó, Chiến cứ đi ngược lại này, đấy bắt đầu nhá, ở đây này, là dòng chảy nước nó sẽ xuống, dòng chảy nước sẽ xuống này, đấy. Và rác lại bị, đấy, rác lại bị lại che mất, đấy. Ui, ở đây còn mất cả cái gì nữa này? Mất cả lắp, không biết là đây là dưới ăn cắp không thể rơi được. Đi thì chúng ta thấy rằng là đấy, các bạn có ý thức không? Đây, đây mất lắp rồi quý vị này, đây mất lắp luôn, mất lắp đấy. Đây mất lắp. Đây thế này, bắt đầu rác ấy đây. Ui, nhiều rồi. Ui, cũng hết lắp rồi, mất hết lắp rồi. Mỗi cái có lắp. Cái này còn lắp rồi. Chứng tỏ là ở trên cầu lại hiện tại bây giờ đang mất, có lạ ăn cắp. Vì cái này là mình không biết là bằng nhôm hay bằng gang ấy, bán là ra tiền đấy các bạn. Đã có hiện tượng ăn cắp rồi thưa quý vị. Tối là trên cầu Vĩnh Tuy đã hiện tượng ăn cắp. Những cái cống gọi là, những cái gọi là, đấy, đấy. Cái này bán ra tiền, nó giống như lắp của ga. Cái hiện tượng ăn cắp đó là lắp của ga. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Xin chào quý vị, hôm nay mình bắt được một tờ tiền 93. Lọc. Tiền là đi qua cầu Vĩnh Tuy ấy, một cái cầu to và đẹp nhất Việt Nam hiện tại bây giờ ấy, thì cũng có hiện tượng rác. Nhưng mà cái này hiện tượng rác thì cũng không phải là cái vấn đề gì to tác, nhưng mà bọn mình phát hiện ra được là những cái lắp cống không biết bằng sắt hay bằng gang đã bị ăn cắp, có hiện tượng ăn cắp rồi. Nó giống như các nơi khác thì đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc rồi. Và thứ hai nữa là có một vấn đề nữa là cái ý thức người dân mình thì không những là ở những cái nơi khác như trên cầu thế thôi, như nhau cả, có nghĩa là cũng vứt rác ở Mỹ. Hôm nào bọn mình sẽ quay trở lại đây và anh em mình sẽ làm một hôm nhặt rác ở những cái gọi là nơi như này. Mặc dù có thể hơi nguy hiểm nhưng mà có thể bọn mình sẽ cố gắng làm vào một sáng sớm chẳng hạn, nó sẽ hay là lúc nào đó nó vắng người. Xin chào tất cả các bạn. Anh em chúng ta quay lại đi kiểm tra những cái nơi mà bọn mình đã làm. Thì đây là sau 10 ngày. Chính xác là sau khoảng hơn 10 ngày. Chúng mình đã quay lại chỗ ngã tư cầu Giấy. Và con đường đi xuyên qua một cái vườn hoa rất là đẹp. Bọn mình làm rất là sạch rồi. Rửa giết đàng hoàng thì thưa các bạn. Sau hơn 10 ngày nó đã trở lên như này. Thì rõ ràng ở đây là do ý thức người dân Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt nữa, có một gia đình nào đó vứt hẳn một cái thùng gỗ này, hay là một cái miếng gỗ này vào đây. Đây là cái ngăn kéo. Đấy,
Và kia đã thưa quý vị, đấy, kia là cắt nữa nhưng mà cây thì không sao, thôi khúc cây thì thôi. Đấy thưa quý vị, thì tóm lại là cái ý thức của người dân của chúng ta là rất kém. Mình luôn luôn nói rằng là mỗi người chúng ta chỉ cần chung tay chung sức, chúng ta hãy suy nghĩ về cộng đồng một chút thôi trước khi chúng ta hành động bất kỳ một điều gì. Mình nghĩ rằng là những cái việc như này sẽ không bao giờ xảy ra. Đôi khi mình nói thật, kể bản thân mình thôi, mình nhận lỗi luôn ở trên này. Kể bản thân mình đang làm những chương trình này, đôi khi nhiều lúc bản thân mình cũng có những hành vi, đôi khi kể cả mình vứt một cái miếng rác nhỏ ra đường thôi, là mình có chứ không phải không có. Nhưng mà mỗi lần như thế mình lại ngẫm lại, dần dần mình đều điều chỉnh hành vi của mình, điều chỉnh những hành vi cuộc sống của mình. Thì mình tin chắc rằng là mỗi người, mỗi khi mình làm việc gì đó trước cộng đồng thì rõ ràng thì sự việc sẽ trở nên tốt hơn thôi. Tại vì khi mình nhìn bất kỳ một cái gì nó đang sạch sẽ, nó đang đẹp, nó đang rất là tốt, mà mình vứt một cái gì xuống đó, mình nhìn thấy mình không thể nào mình ngứa mắt ấy, thì rõ ràng là mình phải suy nghĩ lại. Hôm nay mình quay đây mình rất là buồn, thật sự buồn đấy bạn. Không sao, đó là cái thói quen chung rồi, đó là nhiều cái thói quen không tốt rồi. Đây không phải là một người đâu, mình nghĩ rằng là đại đa số người dân Việt Nam mình thì cái thói quen mà vứt rác tiện tay tiện chân thì nó rõ rồi. Ở đây mình phải nói rõ là chính quyền các thành phố nhá, nhiều thành phố hiện tại bây giờ họ đưa ra những luật rất là nghiêm. Trong đó có những cái thành phố như Nghệ An, họ đưa ra những cái chính sách nộp phạt rất là khủng luôn đấy, số tiền rất lớn nếu ai mà vứt rác ra phố phường ấy. Và họ đã gọi là ngăn chặn được cái tình trạng này một cách rất là tốt. Hà Nội cũng có đấy, nhưng mà thưa các bạn, Hà Nội nó rộng quá, mà đâu phải người ta vứt thì người ta vứt là rất là lén lút. Nói chung là hơi buồn. Mình cũng mong muốn là những cái việc làm của mình để lan tỏa thôi, nhưng mà rõ ràng là cũng khó thay đổi được cái thói quen. Nhưng mà một ngày hay là hai ngày hay là một giờ hai giờ thì mình khẳng định quý vị là không thể được. Nói chung là mình sẽ kiên trì làm việc này để lan tỏa những cái hình ảnh bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Việt Nam clean up. Xin chào tất cả các bạn. Đây là một vấn đề mà mình nói thật các bạn là cực lan giải tại Việt Nam. Lời quận mình sinh sống là quận Cầu Giấy, mình nói thật với các bạn chứ, những con đường kiểu này ấy, nó không nhiều, mình nói thật là không nhiều. Nhưng mà hầu hết các dự án ấy tại Việt Nam, trong đó có Cầu Giấy của mình và Hà Nội, thì đấy, lúc nào cũng thế này này. Có nghĩa là khi đoạn đường có thể là gần xong rồi, có thể là chỉ cần làm một vài cái vấn đề nữa là xong. Nhưng có thể đến hàng tháng, hàng năm không xong. Đấy, không phải khâu yếu tố giải phóng mặt bằng đâu quý vị ạ. Đây này, mình tại sao mình phải đi vào cái chỗ góc này thì cho quý vị thấy. Ông tí nữa mình quay lại. Mà rất nhiều con đường là như thế. 6-7 tháng hay năm chả xong. Đây quý vị, đây không liên quan giải phóng mặt bằng nhá.
rất là to đẹp luôn. Đấy, khu này nó gọi là khu văn phòng vừa và nhỏ của Cầu Giấy, mà là trung tâm văn phòng của thành phố Hà Nội này. Rất đẹp này, mình quay ngược lại các bạn thấy đúng không? Đây, các bạn nhìn thôi. Đấy. Đấy, thế là nhà nó như kiểu như đánh vật ấy. Đánh vật hay là kiểu như một trò chơi đấu trí à, chủ đầu tư với cả nhà thi công ấy, nhà thầu đấy, cứ như thế. Đấy. Ví dụ mà không có tiền làm nữa thì mình nói thật bốc phét. Tại vì những cái đắt nhất thì họ làm rồi, đấy con bướm mặt lên nó không làm nữa đấy. Không biết là có vấn đề gì quý vị đâu. Đây. Mà những cái con đường này giải quyết rất nhiều vấn đề gọi là ách tắc giao thông. Quý vị biết là con đường kia ấy, mình vừa đấy, mình đảm bảo cho quý vị một câu 100% rằng là nha, cứ 5 giờ chiều thì tắc đường, 6 giờ ôi nghịt luôn. Đây, quý vị xem là đẹp không? Đấy. Ra kia đường đẹp nhưng mà ít kiểu gì họ phải làm một đoạn như vậy, mình không hiểu tại sao. Đấy, rất nhiều con đường nhá quý vị nhá, có những con đường gần làm xong rồi, chỉ còn một vài hạng mục thôi là có 99,9% rồi. Đấy, mà hỏi ra thì không gọi là chưa bàn giao. Đấy. Và luôn luôn trong cái tình trạng mà rõ ràng hiện tại bây giờ nhá, mình nói thật với các bạn, Hà Nội hiện tại bây giờ và các thành phố lớn của Việt Nam hiện tại là chưa đáp ứng được nhu cầu về cơ sở hạ tầng đối với phát triển liên quan đến vấn đề giao thông, đặc biệt giao thông tĩnh. Giao thông động thì nói chung là đã là không đủ rồi, nhưng giao thông tĩnh thì gọi là trầm trọng, gọi là bãi đỗ xe là thứ đấy. Ok, xin chào nhé, bye bye.